Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Vua Bên Sát Sa dọn tiệc lớn, đãi 1000 đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt họ. Vua Bên Sát Sa đang nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nebuchadnezzar cha mình đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống. Người ta bằng đem đến những khí mạnh bằng vàng đã lấy từ trong đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi mình dùng mà uống. Vậy, họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Chính giờ đó, có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn. Và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Bây giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối, các xương lưng rời khớp ra và hai đầu gối chạm vào nhau. Vua kêu lớn tiếng truyền vời các thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đến. Đoạn, vua cất tiếng và nói cùng những bác sĩ của Babylon rằng, ai đọc được chữ này và giải nghĩa ra cho ta thì sẽ được mặc màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và được giữ bậc thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ hết thảy bác sĩ của vua đều vào, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể cắt nghĩa cho vua được. Vua Bên Sát Sa lấy làm bối rối lắm, sắc mặt người đổi đi, các quan đại thần đều bỡ ngỡ. Bà Thái Hậu vì cớ lời của vua và các quan đại thần đã nói, bèn vào trong phòng tiệc, cất tiếng nói rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Xin vua chớ để tư tưởng bối rối, chớ đổi sắc mặt đi. Trong nước vua có một người, linh của các thần thánh ở trong nó. Về đời vua cha, người ta thấy trong nó có ánh sáng, sự thông minh, khôn ngoan như sự khôn ngoan của các vị thần. Vậy nên vua Nebuchadnezzar cha vua, chính cha vua, đã lập người lên làm đầu các đồng bóng thuật sĩ, người canh đê và thầy bói. Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Ben-tơ-sát-sa, trong người có linh tính tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng để giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kín nhiệm và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, bây giờ hãy sai gọi Daniel và người sẽ giải nghĩa cho. Bây giờ, Daniel được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, ngươi có phải là Daniel, một trong các con cái phu tù Juda mà vua cha ta đã điệu từ Juda về chăng? Ta đã nghe nói về ngươi rằng linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh và khôn ngoan lạ thường. Bây giờ, những bác sĩ và thuật sĩ đã được đem đến trước mặt ta để đọc những chữ này và giải nghĩa cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ này và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ và giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ Daniel cất tiếng và nói trước mặt vua rằng, vua hãy giữ lại của ban thưởng và lễ vật vua hãy ban cho kẻ khác. Dầu vậy, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nebuchadnezzar. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. Nhưng vì lòng người tự cao và tính người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị trút mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển.
người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người. Lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương mắt trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Hỡi vua Ben-sát-sa, con của người, vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Vậy nên, từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay này đến, và chữ đó đã vạch ra. Những chữ đã vạch ra như sau này: Mene, Mene, Teken, Uphaxin. Này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Teken là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Pheret là nước vua bị chia ra, được ban cho người Medi và người Pherosher. Tức thì, theo lệnh truyền của vua Ben-sát-sa, người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng và rao ra rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canđê là Ben-sát-sa bị giết, rồi Darius là người Medi được nước. Bây giờ, tuổi người độ 62. Chương 6. Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước, và trên họ có 3 quan thượng thư, mà một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Vả, Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thư kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng: chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời. Hết thảy các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không thay đổi đi, theo như luật pháp của người Medi và người Pherosher không thể đổi được. Vậy vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình. Những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Bây giờ, những người đó nhóm lại, thấy Daniel đang cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng: hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng: sự đó là thật, theo như luật pháp của người Medi và người Pherosher không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Daniel là một trong những con cái phu tù Juda, không có lòng kiêng nể vua chút nào. Hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện 3 lần. Khi vua nghe những lời đó thì lấy làm buồn bã lắm. Vua định lòng giải cứu Daniel,
và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thể để giải cứu người. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng, theo luật pháp của người Medi và người Pharisee, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi thì không thể thay đổi được. Bây giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel. Sau đó vua trở về cung mình và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn vua dậy sớm khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Bây giờ Daniel tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Bây giờ vua mừng rỡ lắm và truyền đem Daniel lên khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy. Bây giờ vua Darius viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta ban chiếu chỉ rằng trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử. Daniel cứ được thịnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Shiru là người Pharisee. Chương 25. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về, khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân.
đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lạc trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lạc trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta, ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ý là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Thi Thiên 104. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng, khác nào bằng cái áo, dương các từng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi. Chúa hăm dọa, nước bèn giật lại, nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó.
Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, không còn trở lại ngập đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, trỗi tiếng nó giữa nhánh cây. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi, đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến thực vật sinh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mũ nhựa, tức là cây hương nam tại liên bang mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ổ nó. Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. Các núi cao là nơi ở của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đổ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về nằm trong hang chúng nó. Bây giờ loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sinh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắn nên đặng giỡn chơi nơi đó. Hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rung động. Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất, và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài.
và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.